hé lộ NATO thất vọng về Kiev sau vụ nổ tên lửa Ba Lan. Thưa quý vị và các bạn, NATO đang ngày càng không hài lòng với hành vi của ông Zelensky. Ông đã thách thức quan điểm của phương Tây khi tuyên bố tên lửa rơi ở Ba Lan là do lực lượng phòng không Ukraine bắn. Một nhà ngoại giao từ một thành viên NATO lưu ý rằng những lời nói dối như vậy của ông Zelensky làm suy yếu lòng tin của liên minh đối với Kiev. Bất đồng bùng lên giữa Ukraine và các đồng minh phương Tây từ ngày 15 tháng 11 về một tên lửa phát nổ ở Ba Lan với NATO, Warsaw và Hoa Kỳ cáo buộc rằng nó dường như đã được phóng bởi hệ thống phòng không của Kiev trong một cuộc tấn công đánh chặn tên lửa của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ quan điểm đó, nói rằng ông không nghi ngờ gì rằng tên lửa đã khiến hai người không qua khỏi ở làng Pesodov, gần biên giới Ukraine vào chiều thứ Ba, không phải là của Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tại một cuộc họp báo ở Brussels rằng không có dấu hiệu về một cuộc tấn công có chủ ý của Moscow. Ông nói thêm rằng Liên minh quân sự phương Tây không có dữ liệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị các chiến dịch tấn công quân sự chống lại NATO. Phân tích sơ bộ của chúng tôi cho thấy vụ việc rất có thể là do một tên lửa phòng không Ukraine bắn để bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi tên lửa hành trình của Nga, ông nói. Ông nói thêm, đây không phải là lỗi cố ý của Ukraine. Nga phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra vào ngày hôm qua ở Ba Lan, bởi nó là hậu quả trực tiếp của một cuộc chiến đang diễn ra và làn sóng tấn công ngày hôm qua của Nga vào Ukraine. Ukraine có quyền bắn hạ các tên lửa nhằm vào mục tiêu các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của mình. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết trong một cuộc họp báo, các nhà điều tra đang nghiêng về tên lửa S-300 do Nga sản xuất từ những năm 1970. Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy Nga đã phóng tên lửa, ông nói thêm. Quan điểm của Warsaw được Nhà Trắng ủng hộ. Chúng tôi chưa thấy điều gì mâu thuẫn với đánh giá sơ bộ của Tổng thống Duda rằng vụ nổ rất có thể là do một tên lửa phòng không Ukraine không may rơi xuống Ba Lan. Andrei Watson, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ủng hộ đánh giá của Watson và cho biết các chuyên gia Mỹ đã có mặt tại hiện trường và tham gia vào cuộc điều tra. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley cho biết ông đã cố gắng liên lạc với người đồng cấp Nga vào thứ Ba để giải quyết tình hình và ngăn chặn sự leo thang có thể xảy ra, nhưng không có kết quả. Ban đầu, Tổng thống Zelensky và một số nước phương Tây cáo buộc Nga phóng tên lửa. Theo họ, nó đã được phóng trong cuộc tấn công tên lửa lớn nhất của Moscow trong những tuần gần đây và nhà lãnh đạo Ukraine đã nhấn mạnh vào điều này vào thứ Tư. Về hiện trường vụ tên lửa rơi xuống Ba Lan, ông Zelensky nói, sau khi đích thân người đứng đầu lực lượng không quân và chỉ huy Valery Zaluzhny báo cáo cho tôi vào buổi tối, tôi chắc chắn rằng đó không phải là tên lửa của chúng tôi và không phải cuộc tấn công bằng tên lửa của chúng tôi. Họ, tôi đã trải qua một cuộc chiến với họ. Tổng thống nhắc lại lời kêu gọi của người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Oleksiy Danilov cho phép các nhà điều tra Ukraine tiếp cận địa điểm đặt tên lửa. Ông nói, nếu những người này bị giết bởi một số mảnh tên lửa của chúng tôi thì chúng tôi phải xin lỗi. Nhưng để kết luận rằng đó là việc sử dụng hệ thống phòng không của chúng tôi thì tôi muốn có bằng chứng. Chúng tôi phải được quyền truy cập vào tất cả các dữ liệu mà bạn có. Bình luận về tuyên bố của Zelensky, một nhà ngoại giao từ một quốc gia NATO ở Kiev cho biết, điều này thậm chí còn lố bịch. Chính người Ukraine đang làm xói mòn lòng tin của chúng tôi đối với họ. Khu vực xung quanh hiện trường của tấn công, nơi truyền thông địa phương đưa tin có một hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ Cộng sản đã bị chính quyền Ba Lan phong tỏa. Theo người dân địa phương, các nạn nhân là công nhân công nghiệp ở độ tuổi 60. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một chiếc ô tô bị hư hỏng bên cạnh một miệng núi lửa lớn. Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Putin, gọi những cáo buộc ban đầu chống lại Moscow của Kiev và một số đồng minh phương Tây là một phản ứng cuồng loạn, điên cuồng, bài Nga không dựa trên bất kỳ dữ liệu thực tế nào. Nga tuyên bố họ không bắn vào bất kỳ mục tiêu nào gần biên giới với Ba Lan và Kiev phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với dân thường. Vị trí tên lửa rơi trên lãnh thổ Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng họ thậm chí không bắn vào Kiev trong cuộc tấn công ban ngày và gọi vụ việc ở Ba Lan là một hành động khiêu khích có chủ ý với mục đích leo thang.
Trong cuộc họp báo của mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từ chối tiết lộ chi tiết về vụ việc, nhấn mạnh rằng cuộc điều tra vẫn chưa hoàn thành, nhưng xác nhận rằng các phân tích sơ bộ chỉ ra rằng hệ thống phòng không của Ukraine. Vụ việc này không có dấu hiệu của một cuộc tấn công, ông nói và cho biết thêm rằng đánh giá tổng thể về các mối đe dọa đối với liên minh không thay đổi. Ưu tiên chính của ông là cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hơn. Dựa theo thông tin ban đầu, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ cũng cho rằng vụ nổ có thể là do các hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine gây ra. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tên lửa này ít có khả năng được phóng từ Nga. Trước đó, hãng tin CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết, theo các đánh giá sơ bộ của tình báo nước này, tên lửa rơi xuống Ba Lan dường như là từ Ukraine. Phó giáo sư Sussex, chuyên gia nghiên cứu về chính sách đối ngoại và an ninh của Nga, lưu ý rằng tên lửa này có khả năng là tên lửa phòng không S-300 do Nga sản xuất, nhưng được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Ukraine sử dụng tên lửa này để đánh chặn máy bay cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng của đất nước. Vì vậy, nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất vào thời điểm này là tên lửa phòng không của Ukraine đã bắn vào tên lửa của Nga và cuối cùng rơi xuống Ba Lan, ông nói. Vị chuyên gia này cho rằng dường như Ukraine đã bắn vào một tên lửa của Nga đang hướng tới cơ sở sản xuất điện giữa Ukraine và Liên minh châu Âu, nằm rất gần với địa điểm tên lửa rơi ở biên giới phía Ba Lan. Ông cảnh báo điều này cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột có khả năng lan rộng. Theo phó giáo sư Sussex, dù đây là một vụ tai nạn nhưng không có nghĩa là Nga vô can. Ông giải thích, trong trường hợp Ukraine bắn trượt, thậm chí nhắm trúng tên lửa của Nga, khiến tên lửa bay chệch hướng, NATO cũng nên phản ứng một cách mạnh mẽ. Điều này vẫn là rủi ro đáng kể đối với Ba Lan với tư cách là thành viên NATO. Ông nói và cho biết liên minh sẽ cần phải hành động mạnh mẽ hơn là chỉ đơn thuần đưa ra tuyên bố phản đối, kèm theo một số biện pháp trừng phạt. Sẽ có rất nhiều áp lực, đặc biệt là từ Warsaw, để NATO hành động, có lẽ bằng cách điều thêm quân đến Ba Lan hoặc tăng cường các cuộc tuần tra trên không. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ các cáo buộc nã tên lửa vào lãnh thổ Ba Lan, khẳng định Moscow không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu gần biên giới với Ba Lan, Ukraine trong ngày 15 tháng 11. Giới chức cũng cho biết thêm các mảnh vỡ tên lửa trong những bức ảnh do truyền thông Ba Lan đăng tải không liên quan đến vũ khí của Nga. Bộ cũng khẳng định tất cả những thông tin này là hành động khiêu khích có chủ đích nhằm làm leo thang căng thẳng. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.